Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bước luôn vào anh em ạ. Như vậy là Phong Bụi Trùm Mã Mì, Côn Lôn Nga Mi, và phía bên kia đó là Thiên Vương Trùy Lão Nương và Nga Mi Lão Tam. Như vậy là Thiên Vương Nga Mi và Côn Lôn Đao Nga Mi. Chúng ta hãy cùng dự đoán xem là team này bên nào sẽ có lợi thế đây. Bên nào sẽ có lợi thế ạ? Bây giờ thì mình sẽ sổ đen cao thủ Thiên Vương Bang đi để chúng ta nhìn thanh máu. Ok Dương Tiêu ơi. Bây giờ thì chúng ta so đồ của cao thủ Lão Nương, cao thủ Thiên Vương Bang. Cây chùy hệ thủy, nón hệ thủy, dây chuyền hệ thủy, áo hệ hỏa. Như vậy là cây chùy này chỉ lấy được cái dòng băng sát thôi anh em ạ. Lấy dòng băng sát 100 điểm. Bao tay hỏa, ngọc bội hỏa, nhẫn trên mộc và giày mộc để kích cho ngọc bội và dây chuyền. À, ngọc bội và bao tay. Nhẫn dưới mộc và đai lưng thủy nữa anh em. Đai lưng thủy, thủy đai lưng này thì hệ thủy. Hệ thủy thì chỉ kích được dòng choáng thôi. Sao đồ Trùm Mã Mì à? Ok anh em. Trùm Mã Mì cầm kiếm kim hay là kiếm thủy đây? Như vậy là Trùm Mã Mì cầm kiếm kim anh em. Cầm kiếm kim nhưng mà đánh phong xương ha. Nón thổ, áo thổ, dây thổ, bao tay mộc, ngọc bội mộc, nhẫn trên kim, giày kim, nhẫn dưới hỏa và đai hỏa. Nhẫn lấy làm chậm và đai cũng lấy làm chậm luôn anh em. Đai lấy làm chậm và nhẫn lấy làm chậm. Làm chậm được 80 ha. Ok, tầm 20 giây nữa thì chúng ta sẽ bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Như vậy là vào luôn rồi anh em ạ. Vâng, bây giờ hãy cùng xem là sau khi tẩy thủy xong rồi và đã họp bàn nhau thì team của Thiên Vương Bang sẽ đánh bằng cách nào đây. Họ có thay đổi chiến thuật hay không? Lần này thì có vẻ như là họ đã nói là chơi xanh chín luôn rồi anh em. Xanh chín luôn rồi chứ còn không còn cù nhây nữa. Đúng rồi Ngọc Phú ơi. Anh em đang đến với giải đấu Song Tuyệt Sát Thủ liên server. Có những server cũ, có những server mới. Và ở hai cụm máy chủ, đồ xanh thì là công thành chiến xưa.net, đồ tím là võ công truyền kỳ.net. Nên khi bước vào server đấu trường thì tất cả các đội cấp độ 130 bằng nhau. Và được build một món, một set đồ xanh mắc ợp nha anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta quay lại giải đấu. Chúng ta thấy thì bây giờ Lão Nương đang truy sát vào Trùm Mã Mì rồi anh em ạ. Lão Nương là người đánh vào Trùm Mã Mì. Còn Phong Bụi thì vẫn hướng những cái lưỡi đao của mình về phía bên Lão Tam. Lần này thì Phong Bụi có vẻ như là thong thả hơn ở những giây phút đầu tiên so với hiệp thi đấu thứ nhất. Bởi vì Thiên Vương bây giờ không truy sát Phong Bụi nữa. Bây giờ thì Lão Nương mới quay ra truy sát Phong Bụi rồi ạ. Còn liên tục là những cái cơn lốc vào người của cao thủ Thiên Vương Bang. Bây giờ thì Thiên Vương phải đi dí Côn Lôn rồi anh em. Phải đi dí Côn Lôn rồi. Nếu để Côn Lôn tự tung tự tác và liên tục vung đao như vậy thì rất khó cho cao thủ Nga Mi đội mình. Chúng ta thấy là hiệp thi đấu thứ nhất thì Lão Tam phải chịu rất nhiều những cái cơn lốc của cao thủ Côn Lôn. Và hiệp thi đấu này thì cũng đang phải chịu rất nhiều sức ép anh em ạ. Thiên Vương Bang có rất nhiều pha áp sát được Côn Lôn nhưng mà không thể làm gì được Côn Lôn. Vâng, bây giờ Phong Mũi đang đứng ở một chỗ khá là thoáng, liên tục vung đao vào người của Nga Mi. Đứng ở một vị trí khá là thoáng luôn anh em. Không có một rào cản nào hết.
Vâng, chúng ta hãy cùng xem là cao thủ Cologne trong những 30 giây vừa rồi anh em liên tục rảnh tay để chém vào người Gabi. Trong khi Thiên Vương Bang truy sát Gabi đội bạn anh em ạ, chứ lại không ghim lại cao thủ Phong Bụi như ở hiệp thi đấu đầu tiên nữa, khiến trận này Phong Bụi dễ thở hơn rất là nhiều. Vâng, 2 phút 40 giây nữa anh em. Như vậy là trận đấu lại tiếp tục kéo dài đến những giây phút cuối cùng rồi. Cồn Lồn cũng không thể kết thúc Gabi được. Chúng ta thấy Lão Tam đang đuối máu rồi anh em ạ. Lão Tam đang rất đuối máu rồi. Chúng ta thấy là không thể đùa với những cây lốc của Cồn Lồn Đào được. Đã có một pha phải khinh công di chuyển ra ngoài để bơm máu của cao thủ Lão Tam. Thời gian chỉ còn 2 phút nữa. Anh em thử đoán xem là nếu mà cứ để cho Phong Bụi chém thoải mái như thế này thì liệu Lão Tam có còn máu để trụ đến cuối hay không đây. Hello bạn Hiếu Nguyễn nha, đang phát trực tiếp nha bạn ơi. Đang phát trực tiếp nha bạn. Bây giờ thì liên tục là những cây đao chém vào người của cao thủ Thiên Vương Bang. Hello em Phố Núi nhá. Một phút 20 giây nữa thôi anh em. Một phút 20 giây nữa thôi. Nếu mà đánh kiểu này thì chắc chắn là team Phong Bụi lại tiếp tục ăn đàm rồi anh em ạ. Chúng ta thấy là liên tục những cái cây đao về phía Lão Tam. Ăn được rất nhiều đàm rồi anh em. Như vậy cuối cùng Lão Tam không phải là người đi trước anh em ạ. Lão Tam không phải là người đi trước mà Thiên Vương Bang mới là người đi trước. Như vậy là trận này khỏi phải tính đam luôn rồi anh em ơi. Nhưng mà chúng ta vẫn soi những con số điểm đam ha. Tỷ số là 2-0 cho team của Côn Lôn rồi. Như vậy là chúc mừng cho team Côn Lôn đã là người win chung cuộc và bước vào nhánh thắng. Chúng ta hãy cùng xem điểm đam là 318 và 112. Lần này thì cách biệt điểm đam đã rút ngắn lại, nhưng vẫn là 112 và 318 anh em ạ. Cũng gần như là 3 lần anh em, gần như là 2 lần mấy, gần 3 lần cắt biệt.